Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin nhận vaccine của Mỹ, ủng hộ Nga xâm lược, ai đã quyết chuyện trái lòng dân. Việt Nam sau hai lần bỏ phiếu trắng vào tháng trước tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tìm sự đồng thuận để đánh án Nga vì cuộc xâm lược ở Ukraine. Cuối cùng, Việt Nam đã bỏ phiếu chống trong cuộc biểu quyết lần thứ 3 mà Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda gọi là khoảng khắc lịch sử. Đây là hình ảnh Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào hôm 7 tháng 4 thông qua nghị quyết loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền, trong đó Việt Nam nằm trong số 24 thành viên đã bỏ phiếu chống. Dù có 24 nước không ủng hộ nghị quyết được Mỹ thúc đẩy vào hôm 7 tháng 4, trong đó có Việt Nam, nhưng có đến 93 quốc gia bỏ phiếu tán thành, vượt quá mức tối thiểu cần thiết 2/3 trong số 193 thành viên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York. Trong đó, 58 phiếu trắng không được tính để đình chỉ Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền của tổ chức liên chính phủ lớn nhất thế giới này. Nga đã trở thành quốc gia thứ hai trong lịch sử sau Libya bị loại ra khỏi hội đồng này. Tôi không ngạc nhiên bởi vì Việt Nam có mối quan hệ lâu dài với Nga kể từ thời chiến tranh mà Việt Nam hay gọi là chống Mỹ. Giáo sư Sacchieri của Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ chuyên về chính sách về an ninh Đông Nam Á đã nói Việt Nam có mối quan ngại ngoại giao với Nga ở mức cao nhất, tức là mối đối tác chiến lược toàn diện. Và rõ ràng Nga đang đóng vai trò quan trọng đối với Việt Nam trong việc hiện đại hóa quân sự của mình. Bên cạnh đó, chỉ có Trung Quốc và Ấn Độ là hai đối tác chiến lược toàn diện còn lại của Việt Nam và Moscow cung cấp phần lớn vũ khí cho Hà Nội trong rất nhiều thập niên qua. Giải thích về quan điểm của Hà Nội ngay trước cuộc bỏ phiếu hôm 7 tháng 4, Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Hoàng Giang nói rằng các quyết định của các cơ quan tổ chức quốc tế cần tuân thủ đúng quy trình, thủ tục, hoạt động và mọi quyết định của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, tức là cần dựa trên thông tin được kiểm chứng. Đây là hình ảnh Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Hoàng Giang. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi vụ thảm sát ở Bucha là giả tạo, trong khi chính phủ Đức nói có bằng chứng cho thấy quân Nga gây ra vụ thảm sát này. Tổng thống Mỹ Biden gọi ông Putin là tội phạm chiến tranh và kêu gọi xét xử người đứng đầu nước Nga. Dù khẳng định rằng Việt Nam phản đối mọi hành vi tấn công dân thường, vi phạm công luận và luật quốc tế nhân đạo và nhân quyền quốc tế, nhưng ông Giang, người đứng đầu phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, cho rằng cần xác minh kiểm chứng các thông tin gần đây một cách công khai, minh bạch, khách quan với sự hợp tác của các bên liên quan. Quyết định của Việt Nam bỏ phiếu chống là việc đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc được cảnh báo là có thể khiến cho mối quan hệ của Hà Nội với phần còn lại của thế giới rơi vào thế lâm nguy. Và quả thực như thế, hiện nay 8 tổ chức trên quốc tế đã đồng loạt kêu gọi các nước không bỏ phiếu để ủng hộ Việt Nam vào tổ chức nhân quyền. Và Việt Nam bằng cách không chỉ bỏ phiếu trắng mà bỏ phiếu cho việc quan điểm của Nga sẽ gây tổn hại đến mối quan hệ liên minh châu Âu, Úc, Nhật Bản và Mỹ. Giáo sư Abusa, nhà phân tích hàng đầu về chính trị an ninh Đông Nam Á đã nói. Và điều này có thể khiến cho Việt Nam mất đi một trong những cuộc gặp bên lề với Tổng thống Biden trong cuộc họp thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN đã được lên kế hoạch và nó sẽ không giúp ích gì cho mối quan hệ song phương giữa hai nước. Tuy nhiên, theo ông Vũ Khang, ứng viên tiến sĩ khoa học chính trị tại trường đại học Boston, Việt Nam bỏ phiếu chống lại việc đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc dường như sẽ không làm tổn hại đến mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam một cách công khai. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam và ông Biden là Tổng thống Mỹ, khi đó ông là Phó Tổng thống Mỹ, tại Washington DC vào năm 2015. Theo ông Khang, Mỹ hạ thấp tác động của quyết định bỏ phiếu chống của Việt Nam với sự thấu hiểu rằng Việt Nam đang ở trong một tình thế rất khó khăn. Ông Khang đưa ra nhận định này sau khi cố vấn Ngoại trưởng Mỹ Derek Chollet, người vừa có chuyến thăm tới Việt Nam và Philippines trong chuyến công du Đông Nam Á, cho biết rằng Mỹ sẽ không đánh đồng các nước như nhau nếu có các quốc gia bỏ phiếu trắng, vì cuối cùng thì Nga cũng đã bị loại khỏi Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Và rõ ràng Việt Nam là một quốc gia có mối quan hệ lâu dài với Liên bang Xô Viết,
trước đây và Nga hiện nay. Quân đội của họ rất khăng khít với quân đội của Nga, ông Cholet đã nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo The Diplomat. Đồng thời, Việt Nam đang phải vật lộn với điều này. Họ có thể liên hệ nhiều mặt với hoàn cảnh của người dân Ukraine, cũng như sự kiên cường, dũng cảm của người dân Ukraine trước sự tấn công dữ dội của một nước láng giềng lớn hơn rất nhiều lần. Theo giáo sư Asbusa, Mỹ hiểu được rằng Việt Nam có mối quan hệ lịch sử với Nga, nhưng Hoa Kỳ có thể thất vọng nếu Việt Nam tiếp tục ủng hộ Nga khi Mỹ đang trở thành đối tác thương mại và an ninh hàng đầu của Việt Nam. Đây là hình ảnh đảo đá chữ thập của Việt Nam đã bị Trung Quốc chiếm và xây dựng thành căn cứ quân sự lớn nhất trên Biển Đông và Việt Nam không làm gì được. Ba lần bỏ phiếu của Việt Nam tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine cách đây gần 2 tháng đều trùng khớp với quyết định của Trung Quốc. Sau hai lần bỏ phiếu trắng, Trung Quốc, nước phản đối các chế tài của Mỹ và phương Tây áp lên Moscow vì cuộc khủng hoảng Ukraine hôm 7 tháng 4 cũng bỏ phiếu chống lại việc loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Nhưng cuối cùng, Nga cũng đã bị các nước đồng loạt thống nhất loại ra. Trong khi thương mại hai chiều giữa Mỹ và Việt Nam đạt được hơn 110 tỷ đô la vào năm ngoái, thì con số này giữa Việt Nam và Nga chỉ có 7,1 tỷ đô la. Chúng tôi không phải là không biết điều đó, nhưng chúng tôi muốn nhắc nhở Việt Nam rằng tương lai và sự thịnh vượng kinh tế của Việt Nam gắn liền với Mỹ, Liên minh châu Âu và Nhật Bản. Giáo sư Abasu nhận định và cho rằng ngoài vũ khí ra, Nga không có ý nghĩa gì với Việt Nam về mặt kinh tế, trong khi Mỹ đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển và thịnh vượng của Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đã cố chạy, Chu Ngọc Anh mong thoát thân. Nhưng tại sao ông Nguyễn Phú Trọng vẫn truy đến cùng? Có một điều làm rất nhiều người thắc mắc, đó là ông Chu Ngọc Anh đã rời khỏi Bộ Khoa học và Công nghệ từ ngày 25 tháng 9 năm 2020 để đảm nhận chiếc ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội do Nguyễn Đức Chung để lại. Việc công ty Việt Á cấu kết với Bộ Khoa học Công nghệ để hợp thức hóa bộ kit xét nghiệm rởm mà người dân đã phải sử dụng rất nhiều và tốn hàng ngàn tỷ nhà nước, đó là tiền thuế của nhân dân. Đó là sự việc xảy ra vào năm 2021. Ấy vậy mà, Trung ương Đảng đã kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, chứ không kỷ luật ông Huỳnh Thành Đạt, đương kim Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây là điều được đặt ra. Với cương vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh chưa có sai phạm nào đáng kể. Có lẽ vì muốn triệt hạ ông Chu Ngọc Anh thật, nên ông Nguyễn Phú Trọng đang cố gượng ép để kết tội ông Chu Ngọc Anh với những sai phạm ở nơi mà ông không còn thực quyền để điều hành nữa. Đây là hình ảnh ông Chu Ngọc Anh. Sai phạm ở Bộ Khoa học và Công nghệ vào thời điểm năm 2021 thì người chịu trách nhiệm là Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt. Tại sao ông Trọng lại bỏ qua ông Huỳnh Thành Đạt? Đó là điều mà dư luận đặt ra. Đây là việc rất phi lý mà người dân Việt Nam yêu cầu ông Nguyễn Phú Trọng có lời giải thích xác đáng. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 liên quan đến vụ việc tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Ý của ông Trọng là nhắm vào lãnh đạo đảng của Bộ Khoa học Công nghệ và từ đó nhắm vào ông Chu Ngọc Anh. Và cho rằng năm 2021, ông Chu Ngọc Anh vẫn còn là người đứng đầu Đảng Bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, chứ chưa chuyển sinh hoạt đảng về Đảng ủy thành phố Hà Nội, thì tội của ông Chu Ngọc Anh cũng không thể nặng hơn tội của ông Huỳnh Thành Đạt. Vì Đảng ủy cấp bộ chỉ ra chủ trương, còn Bộ trưởng là người thi hành, thì lẽ ra người thi hành mới là người phải chịu trách nhiệm chính về sai phạm. Cùng lắm thì người đứng đầu đảng bộ chỉ là liên đới chịu trách nhiệm mà thôi. Bản kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có nội dung như sau. Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra để một số đồng chí lãnh đạo, bộ và đơn vị vi phạm quy định của Đảng và pháp luật nhà nước trong việc phê duyệt, giao, tổ chức, thực hiện, ký hợp đồng, đánh giá, nghiệm thu, chuyển giao, quản lý, kiểm tra, giám sát và thanh quyết toán, kinh phí thực hiện đề tài khoa học nghiên cứu,
chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Học viện Quân y. Cũng như trong truyền thông xác nhận và đề nghị khen thưởng với Học viện Quân y, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và một số cá nhân. Trong kết luận có lãnh đạo bộ, vậy ông Huỳnh Thành Đạt giấu đi đâu? Dấu hiệu cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng xử lý không được thỏa đáng vụ kỷ luật ông Chu Ngọc Anh. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Huỳnh Thành Đạt vô can trong vụ tiêu cực của bộ này vào năm 2021 là điều khó hiểu. Trước mắt, tội của ông Chu Ngọc Anh được xác định là những sai phạm của ông ở Bộ Khoa học Công nghệ, nhưng theo nhiều nhà quan sát thì trong hôm 1 tháng 4, Chủ tịch Chu Ngọc Anh đã ký phê duyệt xây 6 cây cầu thông qua sông Hồng và quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng rộng gần 11.000 hecta. Việc chỉ đạo quy hoạch trong thời kỳ này là khá mạo hiểm vì Trung ương Đảng đang nhắm vào những sai phạm đất đai trên toàn quốc. Không biết những chữ ký trên những bản đồ quy hoạch có phải là cái cớ để sau này triệt hạ lẫn nhau hay không. Còn nhớ chữ ký của ông Nguyễn Văn Đua với phê duyệt quy hoạch Thủ Thiêm đã tạo ra rắc rối như thế nào. Vì thế, nếu ông Chu Ngọc Anh không cẩn thận thì rất dễ bị truy cứu tiếp về sau. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, người xử lý sai phạm Bộ Khoa học và Công nghệ không thỏa đáng. Cũng không còn bao lâu nữa là sẽ đến hội nghị Trung ương lần thứ 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây có thể là chỉ đạo nên những hoạt động trên của ông Chu Ngọc Anh được ghi nhận có thể là hoạt động cuối cùng cương vị Chủ tịch Hội đồng Hà Nội trước khi bị tổ chức miễn nhiệm để chờ thi hành kỷ luật. Theo quy trình kỷ luật cán bộ của Đảng, có thể sau hơn 1,5 năm tại vị chiếc ghế Chủ tịch Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh sẽ bị cách hết các chức vụ trong Đảng, thậm chí đối mặt với nguy cơ bị bắt và bị truy tố về vụ bê bối tại Việt Á. Nhưng đấy là quy trình, còn nếu cần gấp, ông Trọng có thể kỷ luật cách chức ngay trong tháng 5. Ông Chu Ngọc Anh thật ra đã bỏ Bộ Khoa học và Công nghệ, trốn sang Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, xem ra ông không thể thoát được bàn tay vây nắm của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Chu Ngọc Anh có bị phế truất hay không, chúng ta sẽ thấy rõ vào thời gian tới.